Rồi Phong ơi, hát bài hát gì nay thấy em có nhiều tâm trạng quá vậy? Làm gì mà nãy ngồi ăn bánh mì mà thấy mắt cay cay đỏ đỏ à? Tại đại lễ Vu Lan rằm tháng 7 sắp tới anh. Nhớ tới tới mẹ em á. Mẹ hả? Mẹ lúc mẹ đâu? À quên, xin lỗi, xin lỗi, sorry. Dạ, chứ nhớ là con nói mẹ mất rồi, quên. Đại lễ Vu Lan như mỗi năm á, thì thường có em với mẹ em rồi đi tới chùa đó anh. Rồi đi chùa viếng Phật rồi chỉ được nói chung mình vui nhất là mình được cài cái bông hồng màu đỏ anh trước ngực mình. Nhưng mà bây giờ đó là em không còn được cài cái bông hồng màu đỏ trước ngực em nữa, mà bây giờ em phải cài cái bông hồng màu trắng trước ngực anh, tại vì mẹ nó đi xa và mẹ em đã không bao giờ quay lại với em nữa anh. Mẹ mất mấy năm rồi? Mẹ mất nay cũng 6 năm rồi. Dạ. Xin lỗi nha, nãy tự nhiên anh quên, em đã tâm sự là mẹ mất mà tự nhiên quên mất tiêu. Tại vì nãy ăn vô tình em mới nhặt được cái bông màu trắng, em mới chợt nhớ. Dạ. Nói chung là tới rằm tháng 7 đại lễ Vu Lan là lúc nào cũng nhớ tới mẹ. Dạ. Dạ. Thấy buồn buồn. Dạ. Có bài hát nào hát bài về Vu Lan tặng cho khán giả đi, sẵn dịp đây hát về mẹ. Dạ. Sau đây thì quê mới đâu? Bạc Liêu. À, Bạc Liêu luôn hả? Em cũng miền Tây. Miền Tây. Dạ. Vinh, anh em về đây cùng miền Tây nhau. Dạ. Cả nhà thấy ông nói chung là người miền Tây á, rất là chân chất thật thà, ăn nói rồi này kia mình không có hoa mỹ, mình vụng về, nhưng mà cái lời nói của mình nó rất là chân thật, nghĩ sao nói vậy thôi. Thì thôi hôm nay mà có tinh thần hát không, thấy em có vẻ dạ, có vẻ được, anh, dạ, hơi được. Bị xúc động. Dạ được anh. Dạ thôi đây thì em cũng gửi đến đại gia đình trong nước và nước, em gửi ca khúc đến đại gia đình trong dịp ngày đại lễ Vu Lan, là ca khúc được mang tên là Vu Lan nhớ mẹ. Dạ. Bài này hát chắc chết người luôn á. Dạ. À, cả nhà mình biết sao không? Cả nhà mình hay thắc mắc nói tại sao kênh mình có mỗi lần quay mà hay có những cái đầu nói chuyện phỏng vấn á, thì cả nhà mình phải thông cảm, đây là một cái kênh chuyên về âm nhạc cho những người đường phố, cho nên từng là những người mà có những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thì có đôi khi họ muốn nói lên mà không biết nói cùng ai, thì sẵn dịp này được nói trên cộng đồng mạng để mà chia sẻ về cái công việc của họ hoặc là những cái cuộc sống của họ để cho mọi người được đồng cảm đó. Cho nên khi mà nhà mình xem những cái clip này thì nhà mình hãy nghe những câu chuyện thật, đời thật của những người lao động như thế này nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà mình cùng nghe tiếng hát của Phong Sinh Nước với ca khúc Vu Lan nhớ mẹ, và một người bạn của Phong cũng rất là dễ thương cả nhà nha.
lòng con nức nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Chờ vào thu mùa du lan đến con lại nhớ thương, trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi, sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát. Nỗi đau tim này trong lòng chính chịu ruộng đau, đau làm con xin người trở nên hững hờ. Giờ mẹ vẫn còn đây, hãy thương mẹ lỡ mai muộn màng. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương. Giờ đây có nghĩa gì đâu, những ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, chẳng xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi du lan về áo con cài bông hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con ướt nhỏ lệ. Nghe não lòng. Thôi để tôi khóc nha Phong. Ca hay quá. Khóc nha Phong đang rất là dạ. Cảm ơn chị chủ nhà nha, chị chủ nhà. Chị nhà dễ thương lắm cả nhà. Rồi.